Chúng ta không bao giờ làm hết sức mình một việc gì đó. Và thầy mắc suốt rồi, đến bây giờ thì không bao giờ mắc. Nhưng mà sau khi trải nghiệm và sau khi mình đi học á, thấy người ta nói như vậy và thấy mọi người ta chăm chỉ quá, thầy phát hiện ra thầy không bao giờ làm hết sức mình. Các bạn, các bạn có tin á, ngày xưa đi dạy học á, cái thời điểm mà thầy dạy học không thành công á, là cái thời điểm mà thầy tự nhiên được mọi người gọi là giỏi tiếng Anh ấy. Thì cái tính thích ra ngoài thì bạn này các bạn học bố thì cho mọi người khen mình không khoái mà ha. Thế mọi người bảo đẹp trai là thế này, không tăng dung quốc mình còn đẹp đấy. Thì mình cố lên, thì đến lúc mà thấy người ta công nhận là mình giỏi, mình chia sẻ được, giúp người khác khá lên ấy, thì mới bắt đầu đi dạy các bạn. Nhưng cái khoảnh khắc đi dạy thì nó lại không được thành công, bởi vì mình bị cuốn theo cái xã hội nhiều quá. Mà thầy hay bảo các bạn rồi, cái công thức thành công thì không có, công thức thất bại là chắc chắn có nhé. Đó chính là làm hài lòng tất cả mọi người. Và đấy chính là kỷ niệm. Tức là tất cả những cái gì mà thầy chia sẻ với các bạn, thầy chẳng biết là đúng hay sai đâu. Và các bạn phải nhớ là nó trải qua những cái gì mà thầy chưa trải qua không bao giờ phải nói các bạn. Thì cái hôm nay là các bạn được chia sẻ lần đầu nhé. Và cái lý do vì sao thầy bảo các bạn là cái công thức thất bại là làm hài lòng tất cả mọi người. Cái ngày đấy thì đi dạy nhé, với một tâm thế kinh khủng luôn các bạn ạ. Và lớp thầy không nói tiếng Việt luôn, và lớp nhìn vui ngơ ngơ như lớp mình nên thầy nói tiếng Anh thì ok đấy. Thì lớp kia các bạn có thể là bạn thầy rồi, vui ngơ ra bảo ai ai my name is David, actually my name is Anh, call me David, everyone calls me that, and I'm very happy to be here with you guys today, and I hope we will practice English every day and never stop. Thì thầy nói cái câu kiểu kiểu như vậy các bạn nhé. Đi theo bạn nói như vậy ở dưới khoái thậm chí chưa. Chào các bạn nhé, để đem thấy anh nhé. Thầy nói bạn đấy, các bạn không hiểu nhá. Các bạn hiểu thì chết thầy rồi, không kịp bán. Các bạn không hiểu, bên thầy nói thật các bạn này, say cà phê lòi rồi. Và em nhìn mắt thầy đỏ lo, thầy vẫn có thể nói chuyện này. Thầy rất xin lỗi các bạn, tại vì thầy không uống cà phê bao giờ. Nhưng mà hôm nay vừa là háo hức gặp các bạn rồi. Với hôm nay là lần đầu tiên thầy đi dạy, lần đầu tiên thầy đi dạy luôn. Hôm nay quá ngồi buồn. Theo thầy ra thì thầy làm những việc mà một đời thầy chưa làm bao giờ, uống cà phê, có khi là say loi không các bạn ạ. Thầy lớp bẩn phá thế, có phải bạn này, toàn bằng tuổi anh Hoàng thôi nhá, anh Cửu đấy, đợi đến lúc anh. Thì ở đây có ai gặp anh Cửu đây chưa nhỉ? Đúng rồi, đấy, thì cái anh Cửu đấy là bạn Phương Công Trang đấy, thế, tính là hồi đấy, bạn cười phá đấy, không kể chuyện này. Thế tự nhiên là không thì nó đúng với các bạn ạ. Và dạy dính rất nhiều, và thầy nuốt xe cà phê nhiều, các bạn có nhớ không? Thế nên là hôm nay không có giấy bút nhá. Và cái này thầy gắn nhiều rồi các bạn. Thật sự thầy mong mỗi người học hỏi một kinh nghiệm về người khác. Thì tại sao thầy nói chuyện với các anh chị đây rất nhiều bạn để thấy không? Vì thầy sẽ học được từ các anh chị, những câu chuyện của các anh chị. Thì ngay câu chuyện của thầy ngày hôm nay nhá, điều đầu tiên là chân thành đúng không? Và thầy nói gì? Thầy nói rất lắng, và thầy cảm giác là học sinh ở dưới không hiểu. Thậm chí các vị chưa quen ha, nên các bạn ở dưới đặt nền ra để lấy ví dụ giống thêm thu đi. Thôi các bạn kịp cười thì nói xin lỗi thu đi, tại vì thầy lấy em đầu tiên. Đến lúc kia lấy cái ví dụ lớn đất rồi, đây các bạn cười rồi, đừng bắt đầu. Thì thầy rất là lo, thì rất may là cái trung tâm đấy là sau buổi học đầu tiên là họ sẽ phỏng vấn từng người. Tôi đợi giáo viên về và bảo là thầy có góp ý gì không, như này như này như kia đấy. Thầy nhớ là thầy này còn biết Nguyễn Thanh Long, thì thầy chờ đợi tin nhắn lại. Tinh, em chưa bao giờ thấy một giáo viên nào dạy mà được học viên khen nhiều như thế này. Khoảng một tháng các bạn, thì hiện tượng gì các bạn biết không? Thầy kín lớp luôn. Tức là thầy vẫn dạy, vẫn nói chuyện kiểu này này. Thì các bạn thấy vui này, thấy thầy tiếng Anh hay này, thấy dạy kiểu này, đôi này cái kia này. Và có những lớp nhá, tức là cái lớp mình học rồi mà ba người nhảy thêm vào hay hoặc kiểu về giới thiệu bạn bè nhá. Xong có những lớp mở ra và bảo luôn là thầy đấy dạy thì học không thôi. Lúc ý thì thầy phát hiện ra một vấn đề rất là lớn, chính là bản thân thầy học tiếng Anh ấy không thành công trong khoảng 10 năm, các bạn biết rồi đúng không? Với việc là học ngữ pháp, học phiên âm, học từ vựng dài dàng, tập phát âm một câu gì đấy dài dàng. Nói chung là nếu mà tập nói tiếng Anh ấy, là thầy tập một mình và tập trước gương các bạn ạ, và tập như này này. Hello, anh đi biết đâu. I live in Hanoi. I'm from Phú Thọ. Đấy, ta nói bùi như vậy rồi, bạn không có anh nữa. Hết rồi. Rất nhiều bạn thấy bảo
em sẽ tự nói tiếng Anh, em tự tập suy nghĩ tiếng Anh. Học người ta bảo là biết một từ mới đi giao tiếp, giao tiếp phỏng mắt, giao tiếp phỏng mắt. Thầy đây học 1.000 từ mới đây, giao tiếp cái gì? Đi full, từ gì nhá? Wonderful. Từ nghĩa trang nó xem video đi. Từ gì nữa các bạn biết cái từ gì mà chúng ta đang đang xài? À, good. See with Fiona đúng không? Fiona này sẽ trở thành một cô gái rất xinh đẹp đúng không? She will be beautiful. See with me beautiful. Là sao cái còn má làm thì cũng không được. Thế là tự học không được. Đi học thì cũng khá một tí. Nhưng mà vì cứ phải đợi thầy giáo trước lại á, thì sau khi thầy giáo trả chữ nữa, lúc mà học xong á, thì thầy giáo bảo là nó tiếp tục học khóa nữa thì để học khóa nữa thì được, nó tốn tiền, người ta mình thấy hơi biết học, tại ở nhà tự học mà có một điều rất tuyệt vời, các bạn có thể hiểu không? Khi chúng ta học với thầy giáo á, tiến bộ rất nhanh. Nhưng bạn có tin là khi mà kết thúc khóa học thì các bạn dừng học ngay lúc và dừng học thì nó lại quên, quên thì ngày hôm sau lại thấy nó quan trọng quá, lại đi học và cứ cái sơ cồ như vậy và lặp đi lặp lại. Đúng 10 năm trời các bạn ạ. Trong 10 năm đấy thì thầy có làm một việc mà thầy cảm thấy rất xấu hổ, chỉ cần nói thôi không làm được. Thầy nói rất nhiều lần là tôi không bao giờ học tiếng Anh nữa, thầy không làm việc các bạn ạ. Bữa nào đừng cứ đứng gần thì nào nữa, ở đây các bạn nào thầy không làm tiếng Anh nữa rồi không? Và các bạn nên kiên trì như vậy. Thầy hứa không học tiếng Anh nữa rất nhiều lần mà nó không được, thầy vẫn lại đi học, thầy rất mệt mỏi. Thì sau đó thầy thay đổi được giáo trình em có là English, thầy không cần phải học các bạn nó như nào nữa đúng không? Thì đấy là hành trình thầy thay đổi, thầy bỏ cái học cũ để học cái mới. Tuy nhiên khi đi dạy, đố các bạn thầy dạy cái gì? Không dạy cái gì? Vào cái là bạn nào cho anh dạy cái gì và thầy dạy cái đấy. Nào bây giờ, ví dụ ở đây, các bạn thích nhất học cái gì thì hay nói được phát là thầy dạy. Thì thứ pháp thì một mảng thứ pháp luôn. Các bạn vào, thầy ơi, vấn đề em lại đi dài, đi ngắn nhiều luôn. Thầy ơi, dạy em phiên âm cũng yêu luôn. Thầy không học phiên âm các bạn ạ. Nhưng vì các bạn yêu cầu thầy bảo buổi sau không học phiên âm. Khi bạn biết nói tiếng Anh rồi đúng không? Theo bạn thầy học được phiên âm không? Nó có một lần rồi, sao lên cũng đấy nhá, em phải điền răng vào nhá, em phải cào lưỡi nhá, em phải thế này thế kia nhá, quá thầy lông lộn lên các bạn ạ. Em chưa thầy ai xem một chi tiết mà nó hay như thầy xong vỡ mồm rồi đấy em ạ. Xong vỡ mồm rồi thì không ổn thế nào thì sau khi dạy thì một thời gian là thầy làm hai năm các bạn đúng không? Các bạn muốn gì thì dạy đấy. Các bạn hôm nay đã hiểu thầy hơn tí chưa? Không làm thầy cứ không thích làm thầy làm các bạn này. Còn thêm một cái nữa, càng làm thầy giống điên đi thì không làm thầy làm các bạn, vì các bạn đang là những người thất bại học tiếng Anh giống thầy ngày xưa. Và khi thất bại thầy muốn cái này muốn cái kia nhiều lắm, nhưng vì những cái muốn của mình nó sai. Thế nên chúng ta thất bại mà bây giờ thầy lại chiều cho những cái muốn đấy nữa thì thôi không có mắt. Nhưng cả ba tháng đấy thầy dạy đúng như vậy thì đố các bạn học viên ở đấy có tiến bộ không? Có đúng không? Có tiến bộ thật, có tiến bộ thật, nhưng mà các bạn không nói được, không nghe được. Nói chung là cứ thầy mà hỏi một câu thì bảo luôn câu thì bạn cũng ấp khỏe nói được. Chúng thấy bạn phát âm tốt hơn, bạn biết nhiều đấy, và đặc biệt các bạn thích học tiếng Anh rất nhiều, các bạn cứ cảm thấy là thích học tiếng Anh hơn. Thì điều đó là không đủ, nên thầy phải bày ra cái trò chơi, còn viết vào lưng nhau này, không để người cuối cùng viết lên bảng ha, trời ơi, viết là cat lên bảng viết đó. Thì thầy xin nghỉ, thầy xin nghỉ thì không phải tự nhiên xin nghỉ mà tự nhiên một tháng cuối cùng có thể nghĩ rồi, thầy thì làm nào? Cái học này thì đấy có cái khóa đầu tiên mà sắp kết thúc cái 3 tháng này à, mọi người ok sắp hết khóa rồi là sắp đến đoạn đóng tiền tiếp rồi đấy. Nhưng mà cái 4 tháng đấy mà mình dạy này sợ bạn cũng không biết gì ngay thì xúc phạm quá à, về thì thấy cái chán, đến lúc thì cũng vui nhưng về nhà cái chán bạn vào ô em vào thầy bảo là thì không thì nghỉ